Khi mời Hội Thánh của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hiệp lòng cầu nguyện ngắn cho các anh chị em trước khi thưa tớ của Chúa thi hành lễ phó kèm cho anh chị em sáng hôm nay. Thưa Cha yêu dấu, chúng con cảm ơn Ngài vì tước lúc anh chị chúng con tin nhận Chúa cho đến hôm nay. Qua quá trình học lời của Chúa trong lớp giáo lý pháp đen, qua khẩu vấn, anh chị em chúng con đã bày tỏ sự tái sanh, sự tin nhận Chúa thật lòng và bây giờ trải nghiệm một đời sống mới ở trong Chúa. Anh chị em chúng con đây sẽ nhận thánh lễ pháp đen trong thời giờ kế tiếp theo đây. Điều chúng con khát khao đó là Chúa thấy tấm lòng tin Chúa thật lòng của anh chị em, xin biến đổi anh chị em trở nên con cái thuộc về Ngài, để từ nay trở đi trở thành con dân của Chúa rồi sẽ trở thành tân tín hữu của Hội Thánh, sinh hoạt với Hội Thánh của Ngài, sinh hoạt trong các ca đoàn để thờ phụng Chúa trong lứa tuổi của mình nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, cầu Chúa ban phước lành trên toàn thể 22 anh chị em sáng hôm nay nhận thánh lễ báp têm. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh an tọa và mời anh chị em trở về chỗ của mình.